Xin chào các bạn. Và đây là một cái video mà tôi muốn làm nhanh và làm thật nhanh nó để muốn nói với tất cả các anh chị, các thầy cô giáo rằng 100 file slide template được thiết kế bằng công cụ PowerPoint đã được chúng tôi hoàn thiện rồi. Những người thường xuyên phải đang đau đầu, thường xuyên phải mất thời gian, tốn quá nhiều thời gian công sức, rồi chúng ta đang mất tiền để đi thuê rất nhiều người khác, nhưng cuối cùng cái kết quả mang lại của chúng ta nó không được như mong muốn. Và cái kết quả đó nó không giúp chúng ta có thể thành công trong công việc và trong những cái bài thuyết trình, trong những lần mà các bạn đứng trên sân khấu, đứng trên bục giảng được. Và đối với 100 slide template này, chúng tôi đã dày công tổng hợp, chúng tôi đã làm ý tưởng, chúng tôi đã thực hiện, tạo ra các hiệu ứng, chúng tôi đã xây dựng cho các bạn một cái kịch bản, một cái bố cục. Chúng ta chỉ cần thay đổi hình ảnh, thay đổi màu sắc, rồi chúng ta chỉ cần thay đổi những phông chữ. Mà nếu như các bạn thích thì chúng ta hoàn toàn có thể có cho mình những lựa chọn với rất nhiều các lĩnh vực, rất nhiều các chủ đề mà được chúng tôi tổng hợp và được chúng tôi đã thiết kế tạo nó ra. Cho nên các bạn hãy lưu ý rằng chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Và tôi muốn nhắc với các bạn rằng đối với chương trình 100 slide này thì các bạn sẽ chỉ mất 250.000 thôi. Và đây là một mức phí rất là nhỏ các bạn nhé. Một mức phí cực kỳ nhỏ để các bạn sở hữu cho mình toàn bộ những cái slide template này. Và các bạn nhớ rằng 100 slide template nó với rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ các chủ đề về dạy học, từ chủ đề về tài chính, kế toán, về các chủ đề như là du lịch, làm kinh doanh, làm marketing, làm truyền thông, và có rất nhiều các chủ đề khác mà các bạn có thể ứng dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy các nội dung ở trong cái template này và các bạn chỉ cần lắp ghép nó là tạo thành một sản phẩm của các bạn. Và khi mà các bạn sở hữu cho mình 100 cái template này rồi thì các bạn yên tâm rằng chúng ta không phải mất thời gian, công sức để chúng ta đi tìm tòi, rồi chúng ta phải đi tìm kiếm những tài liệu ở đâu. Chúng ta không cần phải đi thuê, đi nhờ bất kỳ một ai, mà chính các bạn là những người sẽ tự tay để chúng ta xây dựng cho mình những bài giảng, những bài thuyết trình nó cực kỳ chuyên nghiệp và nó hiện đại. Vậy thì thời gian của chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa thôi các bạn ạ. 2 ngày để cho các bạn có thể bấm thật nhanh và đăng ký thật nhanh để chúng ta nhận một cái mức ưu đãi. Và tôi muốn nhắc với các bạn rằng 250.000 nó không phải là một khoản chi phí lớn, nó chỉ là một cái mức phí nhỏ. Nó giống như việc mà các bạn đang mời tôi và mời cộng sự của tôi, đội nhóm của tôi một ly cà phê thôi. Và tuy cái việc đó nó nhỏ nhưng các bạn sẽ nhận lại một cái giá trị vô cùng lớn đối với những sản phẩm, đối với những cái template này. Và hãy nhớ rằng tôi muốn nhắc các bạn rằng chỉ còn 2 ngày nữa để cho các bạn có thể bấm thật nhanh và chúng ta sẽ sở hữu thật nhanh 100 file template này. Và đừng chần chờ nữa, hãy hành động đi để chúng ta sở hữu nó. Và sau 20 tháng 11 thì có thể các bạn sẽ không còn đăng ký và chúng ta sẽ rất khó để có thể nhận được những cái bộ template này của chúng tôi. Bởi vì khi đó cái mức giá và cái mức phí dành cho 100 cái file này nó có thể lên đến vài triệu đồng và chắc chắn các bạn sẽ rất khó để sở hữu nó. Cho nên chúng tôi muốn dành tặng một cái phần quà này để cho tất cả những người mà muốn đăng ký sớm, muốn hành động thật nhanh để sở hữu cho mình 100 cái file template này. Và bây giờ các bạn đừng có lăn tăn nữa, đừng có đắn đo nữa, và tôi muốn rằng 100 file template này nó sẽ đến với các bạn. Nào, hãy bắt đầu thôi, hãy đăng ký vào cái form mà tôi sẽ để cho các bạn nhé. Và chúc các bạn sẽ có cho mình được những kiến thức, có cho mình được những cái template nó phục vụ cho công việc, cho những dự án của các bạn thực sự hiệu quả.